Tin Liban: Kỷ niệm 110 năm đền thánh Đức Bà Harissa Ngày mùng 5 tháng 8 năm 2018 vừa qua, đền thánh Đức Bà Liban nổi tiếng với tượng Đức Mẹ Harissa đứng rạng ngời bên bờ biển đã mừng kỷ niệm 110 năm được xây dựng. Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 11 giờ tại đền thờ. Sau đó có cuộc rước bắt đầu cho việc mở cửa thánh của đền thánh cửa thánh sẽ được mở suốt năm đón các khách hành hương. Đền thánh Đức Bà Harissa là điểm hành hương của rất nhiều Kitô tô hữu và cả tín hữu Hồi giáo. Những người tôn kính Đức Trinh Nữ Maria được nói đến trong Kinh Koran. Các phụ nữ Hồi giáo kính viếng đền thánh, đốt nến và dân hoa cũng như tiền bạc để cầu xin ơn có con cái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Đông Phương ngày nay, Chakali Awan, Phó Giám đốc Đền Thánh khẳng định rằng Đền Thánh là một nơi gặp gỡ giữa Đông và Tây. Đền Thánh được xây dựng năm 1908. Mỗi năm có ít nhất 2 triệu khách hành hương, cả khi tô giáo và Hồi giáo đến kính viếng Đền Thánh. Năm 2016, Đức Thượng Phụ Công giáo Maroni Basara Rai đã dân hiến nước Liban và toàn Trung Đông cho trái tim vô nhiệm Đức Mẹ Maria.